Ăn nhiều thuốc với chú đâu giờ đấy. Chú đọc số luôn đây là tí nữa đỡ phải hỏi lại. 06 0906 225 225 376 376 ông Tị nhá. Đây này nhắm được cái cây mai hay cây mai đẹp lắm rồi này. Đúng báo giá luôn hay cây mai đấy. Không tí nữa ra xem. Có cây bao tiền? Cây 7 triệu. Tức là một cây gì? Cây 7 triệu. Một cây 7 triệu bằng nhau à? Bằng nhau. À thi đấu. Đấy. Đa kia là bao tiền? Đi ra 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai triệu 2. Triệu 2. Đấy. Tí nữa ra quay chi tiết nhớ nhá. Rồi cháu ra đây. Đây à, nay mang cái gì đấy? Lâu lắm rồi mới ra chợ. Nhà đây, có cái gì đẹp không? Rồi. Đấy, đâu mà mua nhà mở cửa trả ngoài vẫn ăn cũng đéo gì. Ui rồi rồi đã xong xuôi đâu? Mua ở đâu? Ngay ở chỗ cháu đang ở rồi. Họ làm đó, ai mua tôi mua. Vâng. Mua cái nào vào trong chơi. Chỗ này bật quá. Mấy chở tháng này chưa ra chợ, hôm nay mới lại đi. Cây mai đẹp ghê nhỉ. Sao? Bao ngày thăm nhà còn nó bắt. À. Tí cho ra quay phim tí. Cây mai chúa thủy. Lá nhỏ. Xàm rồi dịp. 7 triệu một cây. Mỗi cây một vẻ nhé. Cây này nó có cái vẻ rụt rịt này. Cây này thì nó bay hơn. Một văn một võ kiểu kiểu như vậy. Nó chơi một cặp thì vui. Đây này, nếu mà đúng bộ rồi này các bác này. Tức là có hai cây này. Cái trầu một cây trực này ở giữa. Hai cây, một cây đổ cây phía trái, một cây đổ phía phải. Nó cùng trầu vào cây trực giữa này. Mỗi cây 7 triệu. Cây tan rất đẹp. Rồi, có cái mối cũng ngồi đây. Bây giờ anh em cây to chuyển ra cái đầu cũng rộng. Chỗ này thì vẫn có các cụ ngồi đây. Cây mini ngồi đây thì tuyệt vời. Cây mini ngồi đây để bán thì tuyệt vời. Cái này nó cái đường nó hẹp mà. Ô tô đi qua nó rất là vướng. Để cây to rất là vướng. Để thì vẫn để được nhưng mà người đi qua xem cây rất là khó. Đằng kia cái đỗ xe phát là được. Đây thì quay kỹ cái bệ này chút. Vậy có số của chú chị thì ai gọi thì gọi. À. Là cái cây thứ nhất và cây thứ hai. Cây thứ hai thì nó cảm giác nó mịn. Cảm giác nó mịn và nó có chút nghệ thuật. Nghệ thuật hơn. Cây kia là kiểu võ vẽ hơn. Cái này thì văn nghệ hơn. Và chậu trước ổn định rồi. Cây kia là cũng ổn định chậu luôn nhưng mà cũng mới chảy đất. Cây này thì nghe nó nghệ thuật. Hai cây tán đều đầy. 7 triệu một cây nhá. Đấy. Cây này nó đường chuyển phân của nó mịn màng. Hả? Hôm nay nhìn béo ra đây. Béo à? Hả? Đổi cục à? Không đau là được. Đau.
không, bà nổi này có đau không? Không đau. Tưởng tự nhiên lại thêm da thêm thịt. Tưởng lại thêm da thêm thịt. Hồng Ngọc Mai 1.2 triệu. Không, không soi ra cái gì. Chưa à, tốt, chưa sao cả. Đấy, một mai. Có, tí nữa gái cây một. Đây là cây xì này. Trồng như này là tiểu cảnh hay phết đấy, xì này. Phù hợp với nhà chật hoặc là sinh viên. Vì sinh viên thuê nhà để vui mà. Xì. Đây cây đa này là vừa nãy bảo 3 triệu. Cây đa này để trong nhà tốt không khí lắm quá. Cây đa gọi là đa búp đỏ ấy. Thực tế là đa búp đỏ. Nó có nhiều loại như là đa lông búp đỏ. Để nó gọi chung là những cây đa nó có cái búp đỏ thôi. Cái cây này nhiều khi nhiều nơi người ta không gọi là cây đa. Nhưng mà trên khoa học nó thuộc bộ đa. Và nó có cái lá nó như nhựa. Ngọn nó, cái nõn của nó đỏ như cái quả ớt dài. Đúng mùa nó, nên cái quả tỏi như quả ớt. Đấy. Còn loại đa lông ấy, có loại đa lông mà lá vàng như nhung ấy, nhưng mà cũng có búp đỏ. Và cái loại là loại khác. Còn cái loại này thì là loại tốt cho không khí, là không khí tốt. Đây. Mặt sau nó thì không quay được. Chắc là mặt trước thì đẹp thì trưng ở đây thôi. Đấy. Là cây của Tị nhé. Tị. Còn ở chỗ này thì nhiều cây giá rẻ lắm, mấy cây này rẻ lắm. Mua không có yêu cầu cao thì chỉ mua để chơi vui. Nhài đây. Vâng, bác đọc số đi. Có hai bụi nhài to đấy. Của bác Hưng nhá. 0936936806566596659. Bác Hưng nhá. Gốc nhài này là bao tiền này? Một gốc. Còn giữ một gốc bằng tiền nhau đúng không? To đấy, nhà to là ít đấy. Đây này, to mà thấp thân rồi đấy, thì không có bụi bụi nữa. Lâu nay thì vâng, nó bật quá. Mới là cũ nhỉ? Mới hay cũ nhỉ? Lâu lâu rồi. Linh Sam rồi bao tiền? Ai bán? Mai đang bán 800. Gốc đẹp đấy nha. Gốc đẹp đấy. Gốc 3 gốc. Thân 1 gốc 3 thân. Như đây anh bán 1 cây. Xanh là mấy tiền anh? Chuẩn là 4.5 triệu. Giảm hết 7 triệu. Lá cũng được đấy. Mình đưa lên đây phải nói thật. Lá cũng được đấy. Lá rất đẹp. Nhưng quên lá đẹp. Em thích kiểu lá. Tiền. Rồi, 12 cây. Tiền. Vâng. Xem.
được đấy. Bên này về mà sửa mà đánh cái bỏ phần này thấp xuống đánh cái này sang này. Vẫn phải làm được một cốt, được một cái cốt dài. Bên chậu lâu lâu rồi đấy, phủ chùn rồi đấy, chùn rồi đấy. Không là thích, không là thích cứ alo ấy. Đá nó gần gần lai như kiểu móng được. Thì đá điện đấy đá như là móng. Quê là đẹp. Anh. Ờ, rồi. Dạ, không dài đi. Mà thích alo nhá. Ừ. Số là vừa đọc ngay đầu. Hưng. Mặt kia cũng được ấy. Kính của cái thân bệ nó như này, cái khẩu này là nó bao nhiêu, nó cao tầm 40, từ mặt chậu đến cao, mặt chậu lên cao tầm 40, mặt có cái sườn liệu đẹp đấy. Đấy, các bố nó xoay cái mai kìa. Không, tí đâu rồi.